Bò bía nè, gỏi xoài nè, phở áp chảo nè. Cái này là Very Berry, còn cái này là cái gì con? Tên là gì? Jolly Rancher. Jolly Rancher, Jolly Rancher. So yeah, happy birthday to me again. Yummy, and this is my picture of my daughter. See? Very pretty, young, and very good girl. I'm very proud of her. See my birthday present.